chuyển đi xa xôi thì rất là khó khăn ạ. Rất là mong muốn cho các bác sĩ mổ cho em nhanh, không thì sợ con thai ngôi ngược nữa thì sợ đẻ không được. Cái khoảng thời gian trước khi đi học ấy thì có thể là khi mà mình nhìn thấy bệnh nhân mình còn hơi lo sợ một tí, có thể là nhìn thấy hoặc là có thể mình sẽ chưa biết cách xử trí, nhưng mà khi đi học về được sự hướng dẫn của các thầy, các cô và các bác sĩ của cái bệnh viện ấy, của bệnh viện đại học của bệnh viện phụ sản Hải Phòng ấy, thì đến bây giờ hiện tại thì có thể là gọi là tự tin hơn một tí khi gặp bệnh nhân, và có thể tự tin là mình sẽ xử trí được tốt cái một cách tốt nhất cái bệnh nhân đến. Dự án thì chúng tôi cũng, nếu mà nói về cái kiến thức chuyên khoa sâu thì chúng tôi chưa có, còn đến lúc đã học xong rồi thì chúng tôi về thì chúng tôi cũng có thể là nâng cao được cái chuyên môn sâu của mình. Thường thì đồng bào ở đây thì vào viện rất là muộn, tức là khi mà đã đau không chịu được rồi thì mới đến viện. Phải nói từ khi mà có cái dự án này hỗ trợ thì đi đào tạo được bằng này bác sĩ để về chủ yếu là những cái chuyên môn mũi nhọn, các cái khoa khoa mà gọi là cần thiết đối với các cái huyện đó. Thế thì cũng là thực hiện được cái nhiều cái kỹ thuật mà trong cái phân tuyến kỹ thuật thì chúng ta cũng làm được trên tầm 80 trên 80%, rồi trong tương lai thì chắc chắn là nó cũng sẽ cải thiện dần.